Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Tiếp tục series mê chơi bóng này. Các bạn bình luận rất nhiều, anh ơi làm dứt điểm từ tuyến 2 đi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm clip dứt điểm từ tuyến 2 nhá. Sẽ vẫn có 4 người chơi thì chúng tôi vẫn chơi từ bán kết rồi vào chung kết xem ai là nhà vô địch. Thì hôm nay tôi sẽ chia cặp luôn. Rồi, cho bác Công với bác Hoạt một cặp, tôi mới Hiếu một cặp nhá các bạn nhá. Thì các bạn đã biết là trình độ của tôi đẳng cấp như nào ấy các bạn ạ. À, trước kia tôi được ăn tập ở Hải Dương ấy, thì ngày hôm nay tôi bao nhiêu kỹ năng tinh túy tôi sẽ dồn hết vào trận đấu này nhá. Và ngày hôm nay thì có Hiếu với cả Công chơi thì tôi nhiệm vụ của tôi là hôm nay không phải tấu hài đâu rồi, để nhiệm vụ tấu hài cho thằng Hiếu các bạn. Hôm nay là tôi sẽ là người giành giải thưởng các bạn nhá. Các bạn ơi, thì vừa anh Ngọt bảo là anh Ngọt tập ngày xưa tập ở Hải Dương ấy, thì tôi ngày xưa tập ở Hải Phòng các bạn ạ. Thì các bạn ấy, Hải Dương so với Hải Phòng thì Hải Dương tuổi gì đúng không các bạn? Thì hôm nay tôi sẽ cho anh Ngọt vỡ mồm nha các bạn. Các bạn ơi, hai ông kia thì chỉ được cái gáy to thôi nhưng mà đá có ra cái gì đâu. Tôi thì bao năm ăn tập ở Malaysia rồi, hôm nay tôi sẽ cho các bạn tôi sẽ thể hiện hết những cái kỹ năng của tôi nhá. Có bao nhiêu thời gian ăn tập. Đấy, các bạn bình luận là tem thôi, chỉ có cái gáy là đặc sắc nhất thôi các bạn ạ. Thì mọi người tập ở đâu không biết, nhưng tôi tập ở Campuchia, à đâu, tôi tập ở Indo các bạn ạ, tập Indo đang tập thế này nè. Rồi không nói nhiều nữa thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trận đấu luôn nhá. Thì trận đấu đầu tiên đó là tôi và Hiếu các bạn ơi. Riêng anh con sút tôi đội mũ ở hiểm ấy, tôi đánh đầu ấy, làm gì phải bắt tay đâu các bạn. Bắt tay nó sợ gãy tay đấy các bạn. Quả đầu tiên là tôi nhá các bạn nhá. Thì mỗi người sẽ vẫn có 5 quả giống như cái clip trước thôi. Rồi bác Công truyền ở tầm đây nhá, được chưa? Gãy tay gì? Thủ môn nha, thủ môn nha. Đánh sao được đầu? Quả bóng tôi hút đầu ngay. Các bạn ơi, quả đầu tiên trượt. Nhưng quả đấy tôi vẫn chưa đá hết lực đâu. Quả thử Hiếu trước thôi. Rồi mấy quả sau mới đá hết lực nha các bạn nha. Quả thứ hai của tôi các bạn ơi. Ui. Các bạn ơi, không chắc chắc sút vừa phải để vào thôi, cứ sút thì căng thì căng thật nhưng mà bóng nó đi không chuẩn các bạn ạ. Thì hai quả của tôi đã không vào quả nào gì. Ba quả của tôi phải cố gắng vào hết thì mới có cơ hội chiến thắng cao các bạn ạ. Quả thứ ba thôi nhá. Cái này là coi như tập và dứt điểm các bạn ạ. Khả năng sắp tới là đội SHB Bè Khê của chúng tôi lại đá giải tiếp các bạn ạ. Và quả thứ ba. Ui. Toàn trượt thôi các bạn ơi, toàn trượt thôi. Chết rồi, sút thì 3 quả không vào quả nào này. Ôi, 2 quả sau nhất định phải vào mới được các bạn. Tôi tưởng anh Côn thế nào, tồi tệ lắm các bạn. Nhìn mặt thì kia nhưng tồi tệ lắm các bạn ạ. 3 quả mà không vào quả nào các bạn ạ. Chắc 5 quả không vào quả nào đâu các bạn ơi. Hiếu nó gáy đi các bạn ơi, phát lại tôi. Đóng thẳng vào mồm nó, bảo nó bảo đảm nó không dám bắt. Các bạn nó vẫn lên trời, bốn quả không vào quả nào. Rồi, thế này để Hiếu nó vào chung kết, nó gặp bác Công hay bác Ngoạt thì các bạn lại cười thôi. Thế bây giờ là nhiệm vụ tấu hài là dành cho Côn của Hiếu các bạn ạ. Này Công ông Vinh, nhiệm vụ tấu hài của tôi ấy, Hiếu sao rồi, quả cuối cùng. Côn sút không khóa cổ chân xuống, sút toàn xuống tận dưới đít quả bóng thôi. Không vào các bạn ơi. Ngoài 5 quả không vào quả là Hiếu chỉ cần vào một quả là thắng à? Các bạn ơi, tôi chỉ cần một quả là thắng hôm nay. Anh Côn các bạn thấy anh Côn tồi tệ không? Quá tồi tệ luôn các bạn ạ. Các bạn clip mới trái bóng tôi thắng nhiều quá rồi, hôm nay tôi để cho mọi người thắng một trận nhá các bạn nhá. Không, thằng Hiếu nó sẽ sút được, Hiếu nó hay sút vào mắt cá. Đến lượt tôi nhá, tôi sút cho các bạn xem này. Các bạn này, chiến thuật của tôi là vẫn đội mũ bảo hiểm sút penalty với anh Côn nha các bạn nhá. Quả đầu tiên nha các bạn nhá. Ôi,
Em ơi, em sút ruồi bắt được bắt gôn à? Côn bắt được phải Vinh bắt không mày sút thế? Quá các bạn ạ. Các bạn ơi không dễ đâu, vì đây là sút bóng sống mà kiểu người ta đập lại mình băng vào mình dứt điểm luôn cũng không dễ đâu các bạn. Bóng được đặt một chỗ kiểu như sút penalty còn dễ chứ cái này đúng không rồi. Hề dễ nhá các bạn nhá. Quả thứ hai của tôi nhá các bạn nhá. Ờ Hiếu, anh tin là mày thắng rồi Hiếu. Thắng cách chắc. Tốt. Được ơi. Thắng rồi, vài vòng trong rồi các bạn ạ. Ôi, ôi Hiếu ơi, anh có tay mà phát tí anh mày gặp nhau rồi. Các bạn đã sút quả đẳng cấp không? Anh cô chỉ đứng nhìn thôi. Hiếu sang quả thứ ba. Rồi các bạn ơi. Thôi. Bây giờ là sang tận nhà bên này với đây. Rồi côn bây giờ phải chạy rồi. Bây giờ phải chạy vòng tít về đầu kia các bạn. Ông ơi. Dạ. Mày thấy trình độ của hai thằng kia thế nào? Hai thằng kia nếu mà làm gì có trình độ gì. Kỹ thuật thì không có, sút thì toàn lên giời ấy. Trình độ là nhà là nhằng. Em không đánh giá cao hai thằng đấy trong cuộc thi ngày hôm nay anh ạ. Không, nếu mà sau 5 lượt đá của côn đấy thì tôi nghĩ là côn chỉ tranh tài với cả thằng Vinh thì thật. Chứ côn bây giờ nếu không có Vinh thì côn sẽ là người tấu hài. Thằng Hiếu thì thế các bạn. Côn thì khác gì phường trèo anh. Thôi em ơi, tí anh em mình phải cố gắng thắng được cái thằng Hiếu nó gáy. Thằng Hiếu video này mà nó nhất thì chắc là nó khịa chứ bởi đến nét tuần. Hiếu nó đá quả là tôi đi nhặt bóng mệt thật các bạn. Giờ cứ ai mà muốn mà chiến thắng thì sút nhẹ nhàng là vào, càng sút mạnh nó bóng nó đi không thể nào chuẩn được. Quả đây anh Côn bảo là để tôi thử sút nó mạnh ấy. Đấy tôi sút mạnh cho anh Côn xem rồi đấy, anh Côn phải nhặt luôn. Đấy giờ mày sút mạnh trái lứa thế nào. Lại quả lại sang nhặt lần nữa. Mày đố vào được thật. Mày phải lấy đà lên đoạn trên kìa. Được. Rồi. Quả tiếp theo của Hiếu nhá, quả thứ tư của Hiếu nhá các bạn nhá. Như vậy là Hiếu là 3 và 1 bây giờ sang quả thứ tư rồi. Rồi. Tốt. Tốt các bạn ơi. Thằng Hiếu sút rất có lực, rất tốt đấy các bạn nhá. Thằng Hiếu nó sút hay, bóng nó hay đi xuống tận cái gót chân này các bạn ơi. Đấy thì bóng nó sẽ xoáy sang bên góc bên này. Đấy, bảo rồi, ai mà muốn chiến thắng cứ nhẹ nhàng rồi bóng vào gôn, càng sút mạnh rồi nó không chuẩn đâu. Thôi quả thứ 5 quả cuối cùng thôi, với ghi 2 quả rồi. Ghi 1 quả ít quá các bạn. Ừ. Đây quả cuối cùng của Hiếu tôi tè này. Tốt. Đấy các bạn ơi. Lâm vào hai các bạn ơi, thấy anh Côn hôm nay chỉ bằng ngang chắc không bằng Vinh các bạn ạ. Anh Côn này quá kém quá tồn tại luôn. Lần sau tôi không đá kiểu này với anh Côn nữa. Tôi hạ anh Côn luôn. Tôi như tôi bảo rồi đấy. Dạ, là clip bóng đá tôi chiến thắng quá nhiều rồi thì hôm nay tôi nhả ra mọi người thôi. Thì bây giờ sẽ là trận bán kết thứ hai giữa bác Ngang Ngọt và bác Công nhé các bạn nhá. Như các bạn đã biết ý, thằng Công thì chiến thuật của nó là học ở Malai các bạn. Còn tôi thì là học ở Hải Dương. Thế các bạn biết là trình độ bóng đá hai nước nó khác nhau như nào nhá. Malai thì nó cũng là mạnh nhưng mà ở Hải Dương thì có đất võ rồi các bạn ơi. Đó, thì hôm nay là tôi sẽ khả năng ăn chặt thằng Công rồi. Công ơi, em gáy câu gì cho buồn cười nào. Các bạn thấy anh Ngọt anh nói thì có buồn cười không? Tôi nghĩ 5 quả của anh Ngọt đá là toàn lên rời hết các bạn nhá. Thôi em phải vào bắt cho tôi sẽ là người sút trước nhá. Và khả năng là 1 sẽ vào 1 này. Giờ tại đây cho anh. Các bạn ơi quả đầu tiên thì không dám sút mạnh sợ nó lại Hiếu lại phải sang bên kia nhặt. Thôi quả 2 thì cứ tập dần các bạn ơi. Khó lắm các bạn ạ, chơi bóng sống này không phải đơn giản đâu. Mình nó không loại sút kiểu bên penalty. Sang quả thứ 2 nhá. Quả hết lực đấy. Được rồi, tới được rồi. Quả lực tốt thế mà thằng kia nó vẫn bắt được các bạn ạ. Giữa người. Ừ. Khó nhá. Dứt điểm rồi đây kiểu mình không căn được góc nào ạ. Vẫn phải chỉ cố gắng để sút được vào gôn này. Kiểu bóng sống này kiểu mình không kiểm soát được cái điểm chạm của mình vào cái cổ chân hay là vào cái chỗ nào. Khó. Các bạn nhiệm vụ của tấu hài hôm nay dành cho anh Côn với anh Ngọt nhé các bạn nhá. Như vậy là hai chưa vào nào ạ? Mới đầu tôi tưởng dế các bạn ạ. Nhưng mà qua 12 cú sút thì mới có 2 cú sút của Hiếu vào các bạn ạ. Cũng không dế chút nào. Quả thứ 3 bác Ngọt.
quá khó. Thế mà này mà bọn nó vẫn sút được nhỉ, giỏi nhỉ. Mà bọn nó từ sút xa, sút bóng sống sút xa. Quả thứ tư. Như vậy là ba chưa vào quả nào. Bây giờ 5 quả, phải cố gắng vào 2 thì mới có cơ hội chiến thắng. Mãi vào quả các bạn ơi. Như vậy là 4-1 rồi. 4-1. Cuối cố gắng vào. Không biết quả thằng Công nó không bắt được thật hay là nó cố tình giả vờ hay là nó sợ tôi không biết. Thôi. Em ơi, kỹ thuật học ở Malai thì được thế thôi. Rồi. Quả cuối cùng nhá. Quả thứ tư em vào đó, ăn may rồi các bạn ạ. Quả thứ ấy ăn may thật. Không chỉnh được ra góc các bạn, khó lắm. Chỉnh ra góc thì lại không có lực. Khả năng là nếu mà tôi đã không vào được chắc thì Công không mà vào được. Khả năng tôi vào chung kết rồi. Anh còn anh Côn làm gì kỹ thuật sút bóng sống tuyến 2 đâu các bạn. Các bạn công nhận là anh Côn anh Ngọt phải học tôi đúng không các bạn? 5 vào 2 đấy các bạn. Anh Ngọt thì có 5 vào 1 thôi. Bây giờ đến lượt tôi thì đã 5 quả, 3 quả vào, 2 quả đập xà ngang nhá các bạn nhá. Quả đầu tiên tôi các bạn ơi. Các bạn ơi, ăn tập ở Malaysia cũng giống như ăn tập ở Hải Dương với Hải Phòng với ở Campuchia các bạn ạ. Các bạn ơi, thằng đây là đây cái góc này là góc máy 2 nhá. Nếu mà thằng Công nó sút đây thì là chứng tỏ nó cũng tồi tệ thằng Hiếu thôi. Thủ môn không cần phải bắt các bạn ạ, thủ môn vẫn đang tấu hài nhưng mà bóng lại vọt lên trời. Các bạn ơi, khi mà các bạn đang xem ở cái góc máy này, nếu mà chẳng may có cái gì giật mình thì các bạn đừng lo nhá. Đây chỉ là quả bóng thằng Công sút vào thôi. Rồi, sao quả thứ 3? Quả đằng sau xa thế bảo. Hiếu ơi, bơm kém thế. Đẹp lên đi. Ba quả câu vào quả nào các bạn đã sao là ít bàn thắng thế nhỉ? Tôi ghi bàn đấy các bạn ơi. Ba quả đầu tôi thử thôi. Đấy, các bạn ơi, kỹ thuật này không hề dễ dàng nhé. 4 không vào quả nào bác Công. Lê Ma của các bạn 4 không vào quả nào. Và đây là quả cuối cùng. Phải may mình chạm nó vào không thì nó vào đấy hả? 5 quả không vào quả nào. Siêu đấy các bạn. Siêu. Sự với các bạn kiểu này rất là khó các bạn ạ. Không, mình thứ nhất là căn được lực nhưng mà cái cổ chân mình không điều khiển được góc nó sang góc nào ạ. Khó thật. Thôi tôi dừng chân ở đây. Được. Thôi được rồi em ơi. Dừng chân ở đây là em là hạnh phúc rồi. Như vậy là bây giờ em được vào gặp Côn. Đấy bây giờ video ngày hôm nay là Công với cả Côn là hai phần cờ. Tấu hài nhá. Tôi Hiếu sẽ vào chung kết. Rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ là trận 3-4 giữa tôi và bác Công nhá. Thì trận 3-4 này clip nó dài rồi, thì trận 3-4 chúng tôi sẽ đá 3 quả các bạn ạ, 3 quả. Ở đấy Hiếu đứng ở tầm đấy là đập là nhanh à. Quả đầu tiên tôi. Tốt. Tôi rút kinh nghiệm ở trận bán kết rồi, tôi không có sút mạnh nhá. Quả đấy tôi sửa lòng các bạn ạ. Thì sút mạnh thì nó căng thì nó đẹp thật, nhưng mà đường bóng nó không thể làm được chính xác được. Rồi quả thứ hai của tôi. Được đấy. Ông ấy lúc này mới kiểu cá cái này rồi. Các bạn là 2-2. Đấy vừa lấy trận bán kết là cứ đá như thế này, phải không? Trận bán kết là 5 quả không vào quả nào, chán lại thật. Quả thứ 3 của tôi nha các bạn nha. Được. Quả thứ 3 là đá lực mạnh tí là xem nó thế nào, bay ra kia luôn đúng không? Vẫn không rút được kinh nghiệm. Đến em Công đá nhá. Như vậy là Côn là 3 vào 2. Côn là 3 vào 2, quả này tôi cố gắng để giành cái giải 3 đỡ buồn cười nhá các bạn nhá. Đỡ nhục mà. Ừ, tôi 3 vào 3 nhá. Bác ơi, 3 vào 3 khó lắm, tập.
Bản đầu tiên thôi nhá. Anh con ơi. Khó các bạn ơi, khó. Bóng là cứ đá chuẩn là khó bắt. Bản thứ hai. Ôi. Ôi. Tốt quá, thủ môn tốt mà người sút cũng tốt. Đá đỡ người quá là xuất sắc rồi các bạn ơi. Có quả cuối tôi cố gắng vào để hòa với con. Quả cuối đây. Của tôi nhá. Tốt. Anh em mình đá một quả thôi nhỉ? Đá một quả đúng rồi. Ừ. Đá một quả một thôi. Như vậy là trận tranh giải ba này thì là hòa nhá. Bây giờ mỗi người sẽ đá thêm một quả nữa các bạn ạ. Quả đầu tiên tôi nhá. Tốt. Các bạn ơi, cách xa khoảng tầm 1m2. Sưng mồm rồi các bạn ơi. Hiếu ơi, mày thấy cái trận này thế nào em? Trận này hai ông kia nhìn mặt buồn cười lắm các bạn. Đá gì hả? Đá chán lắm. Có thất bại. Các bạn ơi, tôi trận 3 tranh giải 3 không làm gì các bạn ạ. Quả này tôi cứ thể đóng hết cớ xem nó đi đến đâu xem nó có vào không nhá. Cô này đừng sang bên kia nhá. Ai không sang bên kia đâu. Tập lại nhanh nào. Siêu nhưng mà giải 3 thì siêu nó không sung lắm các bạn ạ. Cả được giải nhất thì siêu nó mới sung được. Rồi nha các bạn ơi. Vậy là tôi đã được giải 3 nhá. Giờ các bạn sẽ vào xem trận chung kết. Thì hy vọng trận chung kết sẽ có nhiều bàn thắng đẹp và nhiều tình huống đẹp nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ sẽ là trận chung kết giữa tôi và Hiếu. Hiếu ơi, em gọi điện về cho gia đình bảo lo hậu sự thật đi em ạ. Em không có cửa đá với anh đâu thật. Em ấy rồi, anh ấy đi. Anh chuẩn bị điện cho bác sĩ làm tăng chưa? Thôi. Điện cho bác sĩ làm tăng chưa? Rồi. Rồi, tôi sẽ người đá trước nhá. Trận chung kết là mỗi người 5 quả các bạn ơi. Thì chỉ tiêu của tôi là khả năng 5 và 4 nhá. Cố gắng. Rồi, quả đầu tiên nhá. Rồi, ăn cái. Trận chung kết mình phải chỉnh chu một tí nhá. Rồi. Đúng là như mình ban đầu tính các bạn, 5 và 4 thì quả đầu là tôi thường hay thả các bạn. Quả thứ 2 cho vào. Mày bắt em ơi. Ui trời ơi. Các bạn ơi. Lại vào sáng ngang. Thế quả này lại không vào được. Thôi. 5 cố gắng vào 3. Hai quả chưa vào, cố gắng vào 3. Các bạn ơi, dần dần thứ 5 quả không vào quả nào luôn. Một như vậy là 3 và 1 nhá. 3 và 1. Thế này khả năng chỉ được 5 và 3 thôi bạn ơi. Bác chỉ cần vào 2 là khả năng chiến thắng cao. Rồi. Và thứ 4. Rồi. Các bạn, tôi chỉ sút thẳng người nhá, quả không, nói chung là sút bóng sống là mình không chỉnh được sang góc ấy, sợ sang góc mà lại đi xa quá. Như vậy là 4 vào 2 nhá. Cơ hội 5 vào 3 vẫn còn. Hiếu ơi, gọi điện cho người nhà lo hậu sự đi lại em ơi. Thì nữa là em sút, anh chuẩn bị nằm văng đi nhá. Thôi. Tôi nghĩ bác ngoặt 5 quả vào 3, 2 vẫn có cơ hội vô địch các bạn ạ. Khó. Vì Hiếu vừa lấy sút với tôi thì chắc nó ăn may mới vào được 2 trái thôi. Ừ, cái này sút khó thật Hiếu ơi. Anh bảo em về anh... lo hậu sự đi mà thế nào, anh em vẫn đứng đây hả? Anh điện cho ngã ba ngụ tiệm làm tăng như. Rồi, các bạn ơi, từ giờ sẽ đến 5 quả của Hiếu nhá. Bác công ơi, đứng luôn vào. Hiếu nó chỉ sút sang góc bên này thôi. Ôi
rồi. Tôi có 5 vào 4 nha các bạn nha. Cố gắng 5 vào 4 nha các bạn nha. Anh bạn, chuẩn bị chưa? Và thứ hai của Hiếu các bạn ơi. Quả thủ môn đứng nhìn rồi nhưng mà rất là xui, bóng vào trúng sà ngang các bạn ạ. Hiếu ơi, cái gì ra buồn cười đi em. Ba, 5 vào 3 anh không phải là anh chuẩn bị quả này em sút gãy răng anh luôn nhá. Ừ em ơi. Tốt. Hiếu ơi, làm sao quả đỏ thế nhỉ? Quá nhẹ thế mà mình không bắt được, không phản xạ được. Quả ra góc cũng khó. Quá từ tôi nha các bạn nhá. Quá đi ạ. Quá đi ạ. Tốt. Tốt. Hiếu ơi, bây giờ mày vào quả là mày vô địch luôn. Vô địch thì cái chắc cần gì nữa. Anh đi. Các bạn ơi, tôi vô địch rồi các bạn ạ. Bảo rồi, đá bóng sống với ông này không tuổi gì nhìn mặt ông nào chỉ tấu hài thôi các bạn ạ. Chán lắm các bạn ạ. Gãy đi, được rồi. Anh gái đấy. Anh chúc mừng em nhé. Ok. Các bạn ơi, thì cuối cùng quay bao nhiêu cái video, bao nhiêu clip thì cuối cùng ngày hôm nay Hiếu cũng là người vô địch được ở một trong cái clip của mấy em nhé bạn nhé. Chúc mừng em. Ok. Bạn Hiếu ơi, hôm nay tôi chúc mừng bạn nhé. Hôm nay là dằm âm nên là bạn trước khi đi là bạn thắp hương à? Tôi cũng dằm rồi, mua hoa quả được cũng đạo sao mới được giải nhất. Các bạn chúc mừng Hiếu nhá. Ok. Băng ngọt mấy bác Công đã chúc mừng Hiếu rồi thì tôi cũng chúc mừng Hiếu nha. Chúc mừng Hiếu đã vô địch ở clip hôm nay. Rồi các bạn ơi, các bạn là thích chúng tôi làm cái gì thì các bạn cứ bình luận phía dưới nhá. Rồi nếu các bạn cảm thấy video hay các bạn chia sẻ video cho mọi người khác cùng xem nhá. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.